Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, bên Huy đã hoàn thành xong Maruguri của một chiếc xe Toyota Corolla Tiết các bạn. Đây là một sản phẩm rất là lớn và cũng đời rất là cao luôn các bạn. Một chiếc xe sản xuất vào năm 2020 nha. Chủ xe đi bảo trì bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ và chiếc xe này thực sự là còn rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới hết các bạn. Huy sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn nắm sơ lược về phần ngoại thất cũng như là nội thất bên trong của sản phẩm, để các anh chị và các bạn nào đang tìm kiếm cho mình một chiếc xe sử dụng cho gia đình, một chiếc xe phân khúc hạng C. Đây là một chiếc xe rất là rộng rãi và cũng được trang bị rất là nhiều những cái tính năng an toàn. Corolla Tiết phiên bản 1.8G đây các bạn, sản xuất vào năm 2020. Với một màu đen này là có ánh kim tuyến luôn các bạn, vào trời nắng thì nó sẽ ánh lên rất là đẹp luôn. Thì Huy sẽ quay cho các chị và các bạn xem. Thì thực sự là chiếc xe này không khác gì một chiếc xe mới các bạn. Nước sơn thì còn nguyên bản, còn rin rất là nhiều luôn. Mình sẽ quan sát sơ bộ về phần ngoại thất của xe, rồi sau đó Huy sẽ cho các chị và các bạn xem chi tiết hơn phần nội thất bên trong của xe nha. Phần đầu xe với thiết kế liền mạch từ đèn ở bên trái qua bên phải các bạn thấy không, với cái viền nẹp mạ chrome kéo dài từ bên trái qua bên phải, nó tạo nên một cái độ liền mạch cho cái phần ga lăng, phần đèn. Thiết kế cũng rất là đẹp nha các bạn. Rồi phần ga lăng, phần lưới cản các bạn cũng được thiết kế liền mạch kéo dài từ đèn ở bên trái qua bên phải luôn. Rất là đẹp. Thiết kế của Atit vừa trẻ trung nhưng mà không kém phần lịch lãm các bạn. Các anh chị và các bạn nào mà đã quan tâm đến cái dòng sản phẩm của Toyota thì chắc chắn rằng Corolla Tiết không xa lạ gì với các anh chị. Xe này thì sử dụng mâm 16 inch nha các bạn. Đây là vỏ là 205/55R16. Vỏ xe là vỏ Dunlop nha. Vỏ này khá là chất lượng, chạy rất là êm. Đây, chủ xe cũng đã trang bị dán phim và che mưa, cùng với đó là chén cửa mạ chrome hết rồi nha các bạn. Và về phần ra vào cửa thì chắc chắn rồi, đối với một phiên bản cao cấp như Toyota Corolla Tiết 1.8G này thì ra vào cửa bằng cái cảm biến sờ thông minh ở trên tay cầm. Các bạn thấy ha, nó có một cái viền mạ chrome rất là đẹp luôn, nó tạo nên cho cái phần hông xe. Các bạn có thể quan sát ha, cái viền kết hợp với nẹp chân kính đó, cùng với đó là cái viền che mưa, có cái viền mạ chrome nữa, với ốp chén cửa mạ chrome nữa, thì nó tạo cho phần hông xe có những điểm nhấn rất là đẹp luôn. Mâm thì mâm dạng phai nha các bạn, dạng phai. Ok rồi, về phần đuôi xe thì chúng ta cũng có thể thấy được là xe này đã sử dụng đèn, cụm đèn phanh là cụm đèn LED nha các bạn, một dải LED kéo dài từ phía bên ngoài vào trong, nối giữa hai cái đèn ở trên vè và trên cốp lại với nhau. Và cũng được thiết kế rất là sang trọng và trẻ trung. Thì Corolla Tiết được thiết kế bởi một cái viền mạ chrome kéo dài ở trên cốp và kéo dài sang hai bên của đèn. Các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Và chủ xe đã thiết kế riêng cho dòng Atit một cái ốp bô. Ốp này ốp bô, hai bô xả, nhìn rất là đẹp, rất là thể thao nha các bạn.
xe được trang bị hai cái cảm biến gear và có cả camera gear đầy đủ nha, không thiếu thứ gì cả. Các anh chị và các bạn chỉ việc đem xe về và sử dụng thôi, chủ xe đã trang bị rất là nhiều cái phụ kiện rồi và không thiếu thứ gì, cho nên là các anh chị và các bạn không cần phải làm bất kỳ cái phụ kiện gì cả. Chỉ việc đưa xe về và sử dụng thôi. Và Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy cũng đã bảo trì, bảo dưỡng, đã kiểm tra kỹ lưỡng 176 hạng mục rồi. Xe thì vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ, đầy đủ nha các bạn. Bên Huy đã làm Marukuri, đã tiến hành bảo dưỡng hết rồi, thì chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Bố sau cùng sử dụng là bố đĩa nha các bạn. Ok, ngoại thất rất là đẹp rồi, thì không gì, không khác gì xe mới. Thì bây giờ Huy sẽ mời các anh chị và các bạn cùng với Huy trải nghiệm phần nội thất bên trong của sản phẩm để xem chiếc xe Toyota Corolla Tích này với một chất lượng, với một chiếc xe sản xuất vào năm 2020, với phiên bản cao cấp 1.8G, với một mức giá vừa phải như chiếc xe này, thì mình có thể mua về và sử dụng cho gia đình được hay không nha các bạn. Huy mời các chị và các bạn xem nội thất bên trong ạ. Đây là phần cốp đựng đồ phía sau của Atis các bạn. Một chiếc xe phân khúc hạng C có một cái khoảng để đồ rất là rộng các bạn. Rộng, Huy thấy là mình để được phải tầm 5-6 cái vali lớn luôn á các bạn. Đây, bánh xoa cua thì chắc chắn rồi, còn nguyên bản. Sạch sẽ, khá là mới. Atis thì chủ yếu là sử dụng cho gia đình các bạn nha. Gia đình, cho nên là về chất lượng của xe thì không chê vào đâu được. Gia đình đi thì rất là kỹ rồi. Chủ xe giữ xe trong mát nhiều, cho nên là những cái chi tiết như là nhựa và nội thất bên trong thì không khác gì xe mới. Ghế màu kem. Đây là da xịn nha các bạn, theo xe. Đây, vị trí này có bố trí một cái vị trí để tựa tay luôn. Đó, ghế đồ các bạn ha. Mới và đẹp. Toàn bộ nội thất bên trong Huy quay cho các bạn xem. Tắp bi, cửa trước bên trái. Xe thì gương gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Ghế thì cũng ghế chỉnh điện, đầy đủ hết. Xe trang bị thứ 7 túi khí. Những cái chế độ an toàn thì hầu như là có đầy đủ ở trên chiếc xe Corolla Atis phiên bản cao 1.8G này. Thiết kế mấy cái cửa gió phía trước rất là đẹp. Đây, đầu DVD. Khởi động bằng nút bấm startup nha các bạn. Có chế độ cruise control luôn các bạn. Hộp số tự động vô cấp. Chuyển số êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu, có chế độ sport thể thao luôn. Hệ thống điều hòa thì sử dụng hệ thống điều hòa tự động đây. Đó, đẹp. Hay, có tấm lót trên táp lô luôn. Cách triệt cho phần táp lô nha các bạn nha. Ok, thì sơ lược cho các anh chị các bạn nắm về chiếc Corolla Atis 2020 này. Thì thực sự là xe thì không khác gì xe mới các bạn. Các anh chị các bạn nào đang có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, được Huy tư vấn rõ hơn cho các anh chị. Sản phẩm này thì bên Huy đang chào bán với giá là 720 triệu nha các bạn. 720 triệu còn bớt lọc cho các anh chị. Cho nên là các anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn nha. Sản phẩm này một chiếc xe phân khúc hạng C Corolla Atis, trẻ trung, năng động, rộng rãi. Chất lượng thì bên Huy cam kết bằng văn bản cho các bạn, xe vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ. Cho nên là có bất kỳ những vấn đề gì thì các anh chị và các bạn hoàn toàn có thể đem đến bất kỳ đại lý Toyota nào trên toàn quốc đều được kiểm tra và bảo hành. Sản phẩm thì vẫn được ngân hàng tài chính Toyota hỗ trợ cho vay nha các bạn. Lãi suất cực kỳ ưu đãi, chỉ 5.99% trên năm thôi.
Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Các anh chị và các bạn nào mà chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh để khi mà có xe Huy chuyển lên kênh thì các anh chị và các bạn sẽ là người đầu tiên xem được sản phẩm. Nếu cảm thấy hợp lý thì đến Toyota Hiroshima Tân Cảng để thử xe và xem thực tế tình trạng của chiếc xe nha các bạn nha. Bên Huy thì luôn cam kết là không đông đụng, không ngập nước. 100% những sản phẩm bên Huy đều cam kết như vậy bằng văn bản đầy đủ. Những cái xe mà ngập nước thì bên Huy đã không mua rồi, cho nên là hoàn toàn yên tâm nha các bạn. Rồi, Huy xin chào ạ.